Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay. Trận đấu của thiên tài Việt, Thúy Kỳ Tiên Trịnh A Sáng. Trận này diễn ra ngày 30 tháng 11 năm 2010. Mời anh chị xem. Trận này, Trịnh A Sáng cầm đỏ đi tiên, Lâm Trung Quý, Trung Quốc cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun.
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây, Lâm Trung Quý, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.